Chỉ có thuyền nó nhiều ở biển thôi, nhưng mà thuyền ấy nó phải đắm, phải nằm ở trong lòng của biển sâu. Thuyền mà để trên mặt biển ấy, thì làm sao hiểu được biển đấy. 7 giờ sáng đi đá cốc cà phê, bị mấy con lợn chửi là nhóc nhà quê. Nhìn cái mặt biết là đốc cờ nê, bố mày ngọn giỏi thì bước vào đê. Lơ vơ nơ bố mày biến bà tấu, nơ cơ mơ mấy con biến này xấu. Vơ cơ nơ tao vẫn chiến và đấu, và nếu mày thích thì tao đến và lấu. Nếu như em mà là Shizuka thì nhắc mày nên gọi Alo Vita. Và có thằng em muốn xuân nô FIFA, liền mua căn hậu vệ cánh mô hì ca. Xin giới thiệu nếu muốn ngủ với Triệu thì tốt nhất nhà đừng có ở Long Biên. Chính xem đi em đang ở Khâm Thiên này, phải thở dài vì đứng ngồi không yên. Ôi dồi ôi sao em quá là chui, anh xét với kép nào em phải nọt khe. Em gọi anh là một người chơi nhạc, vì anh chỉ thích nhịp kích và sở le. Anh thì không thích cách mà em chơi, muốn đi về em còn chắc không em. Anh tuần về em quê ở Đắk Nông, bước vào đây để mà nắc không xem. Người Việt bay bỏ anh luôn điểm 9, vì nhà anh giàu đi Việt Nam em này. Từng có ngày nhóm có anh tuyển tín, thành viên mới vẫn còn mang trên vai. Nếu cô ấy bảo bạn đéo có cửa, thì tốt nhất là nên chấm dứt cuộc tình. Và tốt nhất là đừng có đùa với nửa, ý tốt nào với nửa kia của mình. Sáng đi đá cốc cà phê, bị mấy con lợn chửi là nhóc nhà quê. Nhìn cái mặt biết là đốc cờ nê, bố mày ngọng giỏi thì bước vào đê. Lơ vơ nơ bố mày biến bà tấu, nơ cơ mơ mấy con điếm này xấu. Vơ cơ nơ tao vẫn chiến và đấu, và lấu mày thích thì tao đến và lấu. Nắc nư, mấy em gái này chắc hư. Mày nghĩ vậy là mày cắt ư, tao đáp lại, fuck you. Tao chưa từng nghĩ là mày chê hay mày khen, và còn sống của bọn tao mà cứ vô lên mà xem. Tao quên thanh hóa và các chất thật mà men lên trong quần của tao. Bởi vì em đang mặc quần lót gen, toàn đồ đạc với cả meo 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 thì vứt đi hết. Anh mới là hot trend, giơ tay cao hét lên là su. Cả giờ sáng em vẫn trong sở tu, lulu hay là lulu. Bảy giờ sáng đi đá cốc cà phê, bị mấy con lợn chửi là nhóc nhà quê. Nhìn cái mặt biết là đốc cờ nê, bố mày ngọng giỏi thì bước vào đê. Lơ vơ nơ bố mày biến bà tấu, nơ cơ mơ mấy con điếm này xấu. Vơ cơ nơ tao vẫn chiến và đấu, và lấu mày thích thì tao đến và lấu.